thì mình cảm nhận là cái nhựa hai cái bét 90 độ và 180 độ nó tốt hơn cái nhựa của bét 360 độ này. Hi, xin chào các bạn, hôm nay mình lại trở lại với clip mấy cái bét. Thì hôm vừa rồi mình có giới thiệu với các bạn là cái bét này. Thì lúc trước mình mua thì không biết sao là tới 800 đồng cái. Nhưng mà sau mình lên trên Shopee mình thấy có nhiều cái shop nó bán 25.000 100 cái. Mình cũng chưa có mua thử, mình cũng không biết là có đúng như vậy hay không. Và mình ở đây mình có hai cái loại bét khác. Thì hôm nay mình sẽ gắn thử cái bét này lên cái ống và quay cho các bạn thấy được cái tia nước của mấy cái bét này. Thì các bạn có thể chọn cho mình cái bét phù hợp để chúng ta tưới tưới vườn rau, tưới cây, tưới gì đó tùy các bạn áp dụng. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu là bét màu hồng, mà bét mà có cái ren 6 ly này á, là các bạn hình dung là cái tia nước là nó đi vào bên trong cái bét này, nó sẽ ra hai bên đó, nó hai bên, nó tung tóe hai bên. Bét này nếu mà đúng là gọi là 360 độ này, là nó sẽ phun mưa ra 360 độ. Còn hai cái bét trên tay mình đây, một cái là phun 90 độ và một cái là 180 độ. Rồi bây giờ mình sẽ nói từng cái cho các bạn xem nè. Cái bét này là phun, đây là phun 90 độ và cái đây là 180 độ. Thì các bạn hiểu là 180 độ là một nửa vòng tròn. Đây là khi nước nó vào cái lỗ và nó tung tóe ra một nửa, các bạn, là nửa vòng tròn, là cái bét này là 180 độ. Rồi còn cái bét này á, nó ghi là 90 độ, thì người ta sẽ phối cái góc phun này, nó ra chỉ có 90 độ. Thì những cái bét này nó cũng có giá là 1.000 đến 1.500, tùy theo nơi bán. Thì mình cũng chỉ nói giá chung chung thôi, còn các bạn mua ở đâu rẻ hơn thì các bạn mua. Bây giờ mình sẽ khoan lỗ và gắn cái bét này lên cái ống nhựa. Ống nhựa mà ống PVC, ống nước của nhà mình á. Cái bét này á, nó thiết kế cái đầu ren á, nó chỉ là vài ren thôi, nó dùng để gắn trên ống nhựa mềm, chứ nó không có nhiều ren như cái ống cái bét 6 ly này. Đây các bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm và hướng dẫn các bạn cái cách mà gắn cái bét này lên cái ống nhựa cứng, là ống PVC, ống nước nhà mình á. Thì mình sẽ dùng cái mũi khoan. Ở đây mình có cái mũi khoan là 4 ly này. Mũi này mũi 4 ly các bạn. Mình sẽ khoan một lỗ lên và gắn cái bét này vào. Thì cái mũi 4 ly á, mình khoan rồi, cái mũi 4 ly khi mình khoan á, mình đút cái bét này nó không có vào, mình phải dặn giống như là mình tạo ren, dùng chính cái bét này tạo một cái ren nhỏ nhỏ sơ sơ thôi. Thì mình muốn nó chắc chắn vĩnh viễn thì mình dán keo 502. Cái bét này mình nhìn rất là chất lượng. Thì mình cảm nhận là cái nhựa của cái hai cái bét 90 độ và 180 độ nó tốt hơn cái nhựa của bét 360 độ này. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái bước khoan. Ở đây mình sẽ khoan và mình gắn hai cái bét mới. Cái bét cũ thì các bạn biết rồi, bây giờ mình sẽ gắn hai cái bét mới. Một cái là 90 độ và một cái 180 độ. Thì hai cái bét này nó có cái đường kính gắn giống nhau thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ khoan hai lỗ cách nhau 50 cm, để có thể hình dung được hai cái bét cái độ sải phun của nó như thế nào. Một lỗ các bạn, bây giờ mình án là tầm nửa mét đi. Mình phun lỗ, mình khoan lỗ nữa, tầm nửa mét mình khoan lỗ nữa. Rồi ở đây mình khoan rồi này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái bét vào để các bạn hình dung nè. Là khi mình khoan cái lỗ 4 ly á, mình đưa nó chỉ lọt cái phần nhựa thôi. Còn cái phần ren là nó, phần nhựa thì nó lỏng lỏng các bạn, còn phần ren thì nó không vào tới. Nhưng mà mình sẽ xoáy, dùng chính cái bét nó sấy luôn. Cái bét này nó rất là cứng, nhựa rất là tốt, bảo đảm là mình sấy tạo ren không gãy bét. Các bạn nhìn thấy không, rất cứng cáp, có thể hình dung là nó tạo được cái bước ren luôn.
mình cảm giác nó rất là cứng cáp. Nếu mà mình sử dụng luôn thì mình có thể dán keo 502 để cho nó cố định cái bét được được chắc chắn các bạn, nó không bị xê dịch á. Rồi đây là mình gắn cái bét 90 độ. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái bét 180 độ. Rồi, đó, đây mình cũng đã gắn cái bét 180 độ. Mình sẽ hướng hai cái bét ngược nhau. Thì cái đây thì mình cho sẽ phun bên này. Bên này thì mình cho phun bên này. Thì để mình khi mình xả nước á, các bạn có thể hình dung được cái tia nước nó rõ ràng hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử nước. Bây giờ mình sẽ mở nước cho các bạn xem thử là hai cái bét này nó hoạt động như thế nào. Các bạn chú ý cái sải phun của bét. Rồi các bạn nhìn kỹ nha, cái bét màu xanh này á là nó 180 độ này các bạn, cái sải phun là 180 độ này. Nói chung là mình nhìn cũng không có rõ ràng lắm, cái màu nước nó trong veo à. 180 độ, mình có thể hình dung là cái bét nó hoạt động 180 độ, còn cái bét bên này á là chỉ có 90 độ, nhưng mà mình thấy nó phun. Cái này không phải 90 độ, chắc là tầm 30 đến 45 độ thôi. Đấy, cái bét này mình nhìn là 30 đến 45 độ thôi. Nếu mà cái bét này phun thì mình nghĩ nó không đều. Mình nghĩ là nó phun xa thôi chứ nó không có phun đều. Còn cái bét mà 90 độ này nó phun đều hơn các bạn. Cái này là nếu mà nước áp lực lớn thì mình phải dán keo rồi các bạn, dán keo 502 lại cho bảo đảm là nó chắc chắn, nó không bị xì nữa. Nếu mà mình sử dụng cái ống nước này, tùy theo cái áp lực nước ấy, thì cái độ phun của nó khác nhau. Thì bây giờ mình thấy là cái sải phun á và cái độ đều á, độ phun đều á, nó tốt hơn là cái bét 90 độ. Bét 90 độ này nó phun cục bộ các bạn. Cái bét 90 độ này á, mình có thể áp dụng là ví dụ mình phun một cái gốc cây nào thôi. Thì cái này mình nghĩ là chỉ áp dụng phun một cái gốc cây, một cái gốc nhỏ thôi. Còn cái này thì chúng ta tưới đều. 180 độ là chúng ta tưới đều. Có thể là tưới cái sải phun nó đều hơn. Còn cái bét cũ hồi trước mình giới thiệu các bạn là nó phun 180 độ, có nghĩa là nó phun qua phía bên này nữa. Mình thấy một cái so sánh như thế này để mình nói với các bạn nữa. Cái bét mà 90 độ này á, cái độ phun của nó đi xa, nó rất là xa, nó xa hơn cái bét 180 độ. Đó, xa hơn tầm là 1,5 m. Còn cái bét 180 độ á, thì tầm 1 m, 1,2 m. Có nghĩa là cái bét này cái độ nước nó ra sải nó rộng á, thì mình nghĩ là nó yếu, tầm đi của nó sẽ ngắn hơn. Còn cái bét 90 độ này á, nó phun chỉ có một góc nhỏ, thì mình nghĩ là cái độ mạnh của nó mạnh hơn, thì nó đi cái sải của nó là nó xa hơn. Rồi các bạn có thể hình dung được cái bét mình nó hoạt động như thế nào, thì các bạn có thể mua về các bạn ứng dụng cho tưới vườn cây của mình. Đây mình quay cận cảnh đấy các bạn. Ở đây là mình chưa có dán keo. Nếu mà mình làm, mình gắn là mình phải dán keo. Đây mình dỡ lên cho các bạn xem nè. Đó. Bét này là bét phun mưa nha các bạn, không phải phun sương đâu. Bét này là bét phun mưa đó. Cái hạt của nó ra rất là to, không phải là phun sương. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video hay ủng hộ mình bằng cách like video và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.